À, chào Yến Bình. Em rất vui chào đón anh Chào. đến với chương trình Kết nối yêu thương hôm nay ha. Xin chào cuộc sống chào Yến Bình, cuộc sống cơ sở yêu thương cuộc sống Mỹ. Xin chào các cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước đang xem chương trình. Dạ, cảm ơn anh. Anh có thể giới thiệu về mình ha. Tôi tên Phước Thành, sinh năm 67. Hiện tại là anh đang ở đâu? Ở Hậu Giang. Hậu Giang. Anh đang làm công việc gì? Làm nông với vườn thôi, với tự do. Mấy chục năm tự do. Làm vườn hả? Hiện tại là đang trồng mặt hàng gì? Trồng cam với bưởi á, mà giờ nó bị ngập nước một năm, nó bị chết tại lại bị chết hả? Mà trồng bưởi lâu chưa mà giờ nó bị chết? Trồng cũng mấy năm rồi, giờ cũng còn một số trái. Có thu hoạch rồi hả? Có thu hoạch cũng được ở đỉnh gì thôi, không có nhiều, tại sao? Vì bị ngập năm nó quá sáng ngập á, rồi với ngập ba cái đây bao hết trơn này ra mình không có ấy kịp. Rồi bây giờ đây á mình làm hết trơn xung quanh hết trơn, làm kính hết trơn này, mà cây bây giờ nó bị xuống. Ủa mà chỗ anh bị lũ hả? Hồi nãy giờ không có ngập, hồi năm đó ngập quá lớn, năm ngoái năm kia ngập quá trời. Nhà anh có bị ngập không? Không, nhà cao lắm dễ gì. Rồi ở chỗ anh không có trồng sầu riêng được hả? Em thấy giờ sầu riêng nó có giá quá chừng, nó bán rất là mắc á. Đúng rồi, làm đẹp chứ anh, nhưng mà tại vì hồi trước khi mình trồng bưởi đó, bây giờ cũng định trồng, mà bây giờ chắc trồng đủ thứ quá à, chứ kinh tế bây giờ thấy nó bấp bênh quá à. Thà là mình trồng đủ thứ. Okay. Anh có bao nhiêu công mà anh trồng đủ thứ rồi rồi sao? Của đất thì nhiều lắm em ơi. Vậy đó hả? Ủa nhưng mà rồi ai làm phụ anh không, hay anh làm mình thôi? Nói chung có hai chị em à. Vậy đó hả? Hai chị em với đứa cháu à. Hồi đó bà già còn, bà mới mất đây hai ba cái dỗ ở 99 tuổi rưỡi rồi. Cũng thọ ha, mẹ anh thọ ha. Sống thọ. Nhưng mà đất nhiều quá rồi, có hai chị em với cháu làm rồi làm có sể không? Phải xe thêm người chứ. Có phải nên làm mà người với chị cũng phụ phụ. Mướn công thêm. Với lại bây giờ thì xài máy móc không ạ? Không có đánh đổi mà như hồi xưa. Rồi tình trạng hôn nhân gia đình anh như thế nào? Hồi nào giờ chưa có gia đình em. Trời ơi, vậy đó hả? Cậu ấm mà không có gia đình chắc khó tính lắm phải không? Nói chung ra khó thì không khó, nhưng mà mình thấy chưa có an toàn. Chứ hơn nữa cũng công việc đó. Bà già còn thì mình cũng lo cho bà, rồi công việc cứ tới hoài. Quen nhiều lắm nhưng mà mình thấy chưa an toàn. Wow. Trời à. Anh nghĩ ưu điểm của mình là gì? Cái ưu điểm của anh đó là nhạy bén trong công việc, muốn mình thấy cái gì là có thể làm được liền mặt. Nhạy bén lắm. Còn khuyết điểm của anh? Khuyết điểm hơi thẳng tính. Cái gì mình thấy không phải rồi mình nói thẳng tính. Nói chung ra mình mất lòng với mấy người không 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 ấy xong là, chứ còn mấy người người ta ấy không có mất. Mấy người mà người ta cũng như là mất lòng với mấy người mà ta chưa được đúng đắn, cái đó mình không cần thiết mà phải sửa, tại vì
Rồi bây giờ anh muốn tìm người bạn cho mình, anh muốn người đó như thế nào? Mình cũng tìm đơn giản thôi, mà chủ yếu còn nó ra hơi kỳ mà cũng phải nói chủ yếu thì cũng phải còn cái tuổi mà còn sanh đẻ được đấy, tại vì mình chưa tạo gì, chưa có gia đình mà. Anh có nghĩ là cô ấy độ tuổi khoảng bao nhiêu thì ok không? Thì anh nói hồi nãy đó, cũng như là ở độ tuổi còn còn có thể sinh đẻ được đó. Rồi bình thường á, anh có hút thuốc chống rượu không? À, anh hút thuốc có, tại vì hồi năm ba mất đó thì ba mươi mấy tuổi mới biết hút, nhưng mà uống rượu thì không có, uống rượu thì cũng như đi đám một chút ít gì thôi chứ không có nhiều, dở rượu lắm. Anh còn video của em hay là ai giới thiệu anh xem? Anh coi lâu lắm rồi đấy em, anh tính lên lâu lắm rồi mà ngại. Coi lâu lắm luôn đấy, em nhớ là như anh nhắn Tại vì ở ngoài mình cũng rất nhiều mà mình vô thấy mình ngại quá. ngoài thì đào hoa quá mà đi lên đây xạ hả, ngại quá không, ngại nhiều người vô đòi nợ tình phải không? Rồi chiều cao của anh là bao nhiêu? Chiều cao 1m6 mấy à, 6 6 6 2 hay Gia đình anh đó có được mấy anh chị em? à, 5 người, 5 người mà ra kia hết rồi, còn hai anh trai và hai anh trai cũng mất luôn, ra kia hết trơn rồi, còn có hai chị em ở nhà với đứa cháu. Em có anh hai chị em là chị của anh không có gia đình hả? Chị cũng cũng chưa có gia đình. Bây giờ công việc làm vườn của anh thì em nghĩ chắc là thổi rất là thoải mái phải không? Thoải mái không có gì. Muốn làm là không làm thôi, không ngày mai làm. Đúng rồi. Rồi những lúc rảnh rỗi anh thích làm việc gì giải trí cho mình? Thì em cũng biết đó, thì chỉ có cái sở thích của anh là thích hát Thích làm gì? ca nhạc, chơi Ca nhạc ca hả? nhạc hát à, đúng rồi Là anh có biết đánh trống, đờn nhạc, đờn hát gì không? không em biết, chỉ biết hát à. Vậy đó hả? Ngồi cuối chương trình hát hát một bài ha. Thôi hát không thì nghe kỳ lắm, anh cứ gửi cho em nghe đó, Ủa có hả? có không, có nhận Chưa chưa có thấy, trong cái chưa thấy. mắt Anh hát nhạc gì, bolero hay là nhạc sôi động? cũng được à. Vậy đó hả? Vậy là chắc hát hay ha. Rồi thường thường sẽ đi đâu hát? Cũng ở nhà rồi chứ không có đi đâu rồi chứ, đám này kia nói chung rồi mình gặp ấy hát thì chứ không phải mình chuyên nghiệp hay là gì. Chứ không phải là đi hát karaoke phải không? Thì cũng có tổ chức bè bạn rồi cũng hát hát rồi chứ. Tổ chức là hát ở nhà đó phải không, hay là đi ra quán? Mình khi hát ở nhà, mình khi bạn mời lại nhà có ấy đó là chơi chứ không có đi ra quán, không thích kiểu quán. Chà, đi ra quán điền karaoke quán là hết tiền. Không phải hết tiền không nói, cái trong quán mấy người cũng thích không hay rồi. Rồi anh thích một cô mà anh tìm kiếm trầm tính ít nói hay là năng nẻo hoạt bát? Cái đó cũng bình thường, anh không có đòi hỏi, không có quan trọng gì đó. Chỉ cần anh thích là được rồi hả? Bình thường như được, Anh đó là nói bản tính này. từ đó giờ anh qua bao nhiêu mối tình rồi? Nhiều lắm em, mà không có nào chuyên gia nào thì làm như cái tuổi này nó chắc chở mày. Đếm anh nói, anh nói câu trước là câu sau không phù hợp với nhau nha. Anh nói là anh tìm rất là đơn giản, không có gì hết á, mà anh qua biết bao nhiêu mối tình rồi anh không tìm được người là anh đâu có tìm đơn giản đâu.
không mà nó có nhiều cái trường hợp lắm đó em. Đặt ví dụ như có người á thì ghen quá chịu không nổi, Làm gì? rồi có người Ghen ghen quá. á, Ghen quá hả? ghen quá nhiều khi nó bậy nó bạ không à, rồi thích như vậy. Rồi hơn nữa rồi cứ nhầm khi á, tuổi nhỏ quá cũng không thích, tuổi cao quá cũng không được luôn. Chứ nói chung ra không có, mình không có quan trọng mà đã thấy dụ như là xấu đẹp thấp cao gì cũng quan trọng gì đó, Nhưng mà anh làm gì được để không? cho, nhưng mà Cái tấm lòng anh nói đi. yêu cầu được cái tấm lòng, thấy cái tấm lòng thấy phù hợp rồi thấy nên tìm cũng dễ lắm, không cần phù hợp, không cần học trước. Tại vì mới quen là ví dụ như mới quen mình muốn học trước làm sao có được, yêu cầu cái người đó cũng như là cũng có quyết tâm để xây dựng một cái gia đình như là bền vững, sau này không có cái kiểu mà chung thủy là được. Nhưng mà Chứ lý do còn gì sao ông nói, anh nói có cô ghen quá, nhưng mà lý do gì sao mà cô đó ghen, anh làm gì cho người ta ghen? thì nói chung không có làm gì hết trơn, nhưng mà mình thấy nó không an toàn. Làm gì hết à? Là đặt ví dụ như là gọi điện thoại này kia nọ là hoặc khi này kia gì đó mà nó có nhiều ấy đó, không nói như đây cái gì không Trong tình yêu, thích, trong trong tình yêu, trong cuộc, anh nói đi. không thích cái ghen, không thích cái ghen quá quen. Trên phụ nữ thì ghen là phải, nhưng mà mình ghen đúng đắn thì mình vừa phải, quá ghen không không không, không thích đâu. Khó mà ăn. Rồi anh có ghen không? Không em, không được. Thế là mình quen mình hiểu, mình ghen làm gì mình hiểu chứ. Rồi trong tình yêu, trong hôn nhân anh có lãng mạn Có anh cũng không? có sở thích, anh thích Anh có bao giờ đi du lịch ra nước ngoài chưa? à, nước ngoài á thì chưa, bên trong nước thì có, trong nước cũng có mấy chỗ không làm không mà chứ Đã đi những nước cũng thích đi lắm, anh lịch thỉnh rồi. thoảng gặp đổi gì cũng đi, nhưng mà chưa đi ra nước ngoài. Bây giờ anh ở nhà như thế này là chị anh nấu ăn cho anh hả? Đúng rồi, Anh có biết nấu ăn không? nói chung cái nấu ăn nó được nhưng mà mình không thích, mình hơi lười mà nấu là được nó dễ. Bởi vì anh nói cái chuyện gì mà anh cái ưu điểm của anh, cái gì mà người ta làm anh dòm cái mọc là anh làm được á, Hay vậy đó bất hả? cứ cái gì công việc gì nam hay nữ gì cũng được, cũng vậy, công việc nam nữ gì cũng được. Con gái nó nhận Sau này là anh tính trồng lại bao nhiêu loại cây? cái này chắc cũng sau này chắc cũng trồng cái kiểu mà liên canh đúng không, trồng đủ thứ mới được, tại vì mình thích cái này cũng còn kia thích kia không đâu. Liên canh. Cũng như mình trồng đủ thứ gì đó, trồng một thứ nhầm khi nó thất thất luôn. Chỗ anh nó đi ra chợ xa không? À cũng gần, tại vì chợ xung quanh đây nè, mấy chợ là không đi chợ nào cũng được, gần gần như gần thành phố Vị Thanh. Chỗ anh đó là đi xe lớn tới không hay là đi chạy xe nhỏ tới? À, cái này á, thì đi xe lớn tới khúc tầng này, cái này xe sạn nó cũng xe sạn làm á, Xe hôm nay vô không? khoảng đúng là vườn tới 4 chỗ 6 chỗ đồ được, xe lớn quá không, xe tải là chưa, xe tải lớn chưa.
Rồi bây giờ thí dụ tìm hiểu một cô vừa ý anh xong rồi á, tìm hiểu xong xuôi rồi, anh nghĩ khi nào sẽ đi tới hôn nhân được? Liền hả em? Anh Cưới tại liền. vì tuổi này mà anh thích liền ấy, lâu quá anh cũng không thích nữa. Vậy đó hả? Cái gì tìm hiểu nhanh lắm. Vậy đó. Bây giờ nói chuyện với anh đi, anh có thể biết được liền anh tìm hiểu. Vậy gì mà tìm hiểu quá gì đâu. Đặc ví dụ như lên chương trình này á thì người nào cũng có cái chú ý, cái quyết tâm để xây dựng hạnh phúc rồi. Bởi vì mới anh lên đây để tìm những người gì đó. Mối tình của anh quen lâu nhất là bao lâu? Hồi mấy năm trước lâu lắm rồi, quen một người giáo viên mà cũng quen quá. Đâu cũng cái về đâu khoảng chừng 8-9 năm. Ồ, lâu như vậy đó hả? Quen lâu như vậy đó hả? Rốt cuộc rồi cái thấy không ổn thôi cho cô ta lấy chồng. Nhưng mà ngược lại cô ta lấy chồng mà bắt mình đi chọn áo cưới. Hai ba người thì cô ấy lấy chồng rồi. Lâu lắm rồi, lấy lâu hình như là đâu cũng mười mấy năm. Quen tới cái đó, quen thời gian là nhau lâu. Còn sau này thì chút là thấy không an toàn thôi. Bây giờ anh chưa từng kết hôn lần nào á, thì anh nghĩ là một cô gái như thế nào sẽ mang lại hạnh phúc cho anh? Anh nghĩ một cô gái có cái quyết tâm để xây dựng hạnh phúc, biết cũng như là quyết tâm mình có thể vào cái tuổi này hết rồi, quyết tâm mình lập gia đình để xây dựng hạnh phúc lâu dài, coi như là suốt đời luôn á, muốn cần có người gì. À, đương nhiên là phải có như vậy. Tại vì lên chương trình này, anh nghĩ là lên chương trình này ngày nào chắc cũng vậy thôi. Có người ta dám lên. Chứ còn như ở ngoài đời đó mình cũng khó biết. Tại vì mình thấy cái xã hội bây giờ sao mà ly thân ly dị nhiều quá, anh cũng ấn. Không thích gì. Chính vì ngay chỗ mà mình phải điều chỉnh cái bản thân mình cho nó phù hợp, cái đó mới gọi là hay chứ. Như mà hồi xưa mình sống với nhau tới cỡ nào, tại vì bây giờ hiện đại quá thì nó bỏ cái xưa mình không theo mấy như cha mẹ của mình trước kia đó. Họ sống rất là hạnh phúc, dù khó khăn gấp mấy giờ cũng gì, giận hờn gấp mấy giờ cũng gì. Mà người nào cũng có một cái ý chí để mà điều chỉnh cái bản thân của mình, anh nghĩ là không có xảy ra chuyện gì hết. Bởi vì anh muốn cần người như vậy. Anh không có vợ là tại vì anh sợ là sẽ đổ vỡ phải không? Cho nên mới chờ tới bây giờ phải không? Đúng là mình thấy chưa an toàn á. Có nhiều quen nhiều cô gái thấy chưa an toàn. Tại vì thà là không lập gia đình thôi, mà lập gia đình là phải vững chắc suốt đời chứ không có lên cái kiểu đó. Anh có nghĩ cô ấy cao khoảng bao nhiêu thì ok không? Khoảng nhiêu tuổi hả? Nó cao khoảng bao nhiêu á? Cái cao không có quan trọng. Cao không quan trọng chắc. Bây giờ có ít có người lùn lắm, thế nào cũng có chừng 1m5 mấy mới lên đó. Mình cũng không quan trọng điều đó mấy. Có muốn bổ sung thêm gì nữa không? Nói chung ra anh cũng không có gì. Cũng như là lên trên này á, thì cũng muốn cầu mong cái mọi người ở trên này đã là đăng ký rồi, mình cứ mạnh dạn. Đặt ví dụ mình thích người nào, đừng có phân biệt là nam hay nữ, hay châu tiền cọp tiền châu gì đó, điều đó không có. Mình thích cái nghề nào thẳng thắn mình cho, không có gì để mà ngại. Mà đối với anh cũng vậy.
anh thích ngày nào là anh thẳng tháng đó. Mà tìm hiểu không thích tìm hiểu lâu đâu, tìm hiểu lâu làm gì, lâu quá cũng làm gì. Nếu biết rõ thì đến nhà, đến địa phương, đến nhà là nó hay hơn. Thì anh cũng muốn sao mà được lên trên này, được có một người để mà kết nối phù hợp. Nếu anh muốn tìm cô bạn tranh như thế thì ở đâu cũng được, ở nước nào cũng được. Anh đâu có giới hạn ở đâu, có không giới hạn. Một cô mà ở chỗ khác muốn anh về cô, chỗ cô ấy sinh sống thì anh nghĩ như thế nào? Ở tỉnh khác chắc anh đi không được em, bị gì ở đây mình đất đai nhiều quá, với nhà cửa rồi nó hết trang hết trời. Mình đi về nhà đâu có ai đâu hơn nữa, màu mã rồi này kia nọ, nhà mồ nhà gì làm xong hết hoàn toàn rồi, mình không có đi gì được. Với thằng con Út nữa, Út trong gia đình mà. Anh được mấy mẫu mà nãy giờ em nghe nói anh nói đất rất là nhiều, mà không nghe nói mấy mẫu hay là mấy chục mẫu. Thôi nói gì thôi, mình đừng nói gì trong này. Gì đó. Người nào quên sẽ hiểu cách gì. Rồi anh là muốn cưới vợ là phải đón về đây sống phải không? Sao em nói vậy? Ý em nói là anh cưới vợ là sẽ đi về đây chỗ này sinh sống, chỗ nhà anh quê anh sinh sống phải không? Đúng rồi, rồi muốn làm gì cũng được, muốn bán cũng được. Không là khi chỉ thế nào cũng được, mình cũng thích người buôn bán nào, mấy chế cũng buôn bán nào, bán thật quá. Chứ anh bên anh đó cũng buôn bán, không là chỉ nó hồi đó bên anh qua bên đây ở đây rồi ấy thì thôi. Nhà cô bác ở trên Sài Gòn, trên đấy còn không. Nhưng mà kinh doanh đó thì ở chỗ này kinh doanh được cái gì? Chỗ này kinh doanh được. Cái này đó hả? Này cũng được, cái này kia là tùy theo trường hợp mình ấy, chứ không phải mình muốn làm gì làm cái kinh doanh này. Tùy theo cũng gần chợ mà phải không, má nói chợ gần gần đó. Cũng gần gần, chợ gần gần nhiều lắm, mấy cái chợ luôn mà. Okay. Như ở giữa. Em rất là vui nói chuyện với anh hôm nay nha. Hy vọng là sau lần này sẽ cho em ăn đám cưới nha. Trời ơi, đàn ông mà cũng kén quá chừng đi. Năm mấy tuổi rồi mà tranh thủ cưới vợ ha. Nói giỏi tâm đường ha. Anh cũng hy vọng chuyến này lên là phải được luôn, quyết tâm. Quyết tâm. Dạ, chỉ cần có quyết tâm là được. Chân thành là được. Ok, cũng cần người nào đó quyết tâm như anh. Mình phải nói là có cái sự quyết tâm mình làm được tất cả. Dạ. Phụ nữ thì khi người ta lập gia đình nó không ai muốn đổ vỡ hết, chỉ có gì hoàn cảnh hoặc là đàn ông thôi, chứ phụ nữ thì đa số họ muốn yên phận thôi hả. Theo anh thấy tại mỗi người không có điều chỉnh lại để mà phù hợp cái người mình yêu, người mình người tâm đồng ý hợp với mình. Đặt ví dụ là hỏi người bây giờ đặt ví dụ ai mà không xa trái, nhưng mà mình phải cái nào đó mình phải không cảm trên nhau hoặc kiểu như thế nào. Mỗi người một chút. Nhưng mà khi lập gia đình rồi bớt đi chơi lại phải không? Tại vì anh cũng không, đâu có đi chơi, em không có đi chơi, đi vòng vòng không, vòng không có đi chơi, thôi, có nhiều mối tình không đi rồi, không đi ra ngoài chơi làm sao mà có nhiều mối tình được. Nói chung ra anh đã quen á thì đã quen ta tán nhà nhiều. Vậy đó. Đấy, nói anh khác được hơn ta mà. Ok anh, rồi khi tìm hiểu phải cẩn thận về tài chính ha. Mình phải tự chịu trách nhiệm cho quyết định tài chính của mình ha. Rồi anh chào khán giả cho em ha. Rồi xin chào khán giả, chúc khán giả trong nước và ngoài nước một ngày vui vẻ lành mạnh. Chúc Yến Quỳnh càng ngày càng phát triển, vì cách tới tìm duyên ở đâu cho được cái đấy. Cảm ơn anh, bye anh, good night anh, chúc anh may mắn, rồi có tình vui nhớ báo nha.